7 loại thực phẩm thường xuyên ăn sẽ tốt cho thận của bạn. Thận là cơ quan nội tạng cực kỳ quan trọng đối với sự sống của con người. Thận khỏe mạnh sẽ giúp quá trình lọc máu diễn ra tự nhiên, đào thải độc tố, các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Vì bất kỳ một lý do nào đó khiến thận bị suy yếu, không thể thực hiện được chức năng sẽ dẫn tới ứ trệ các chất độc, làm tổn thương thận và tác động đến các cơ quan khác trong cơ thể. Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến chức năng của thận. Đây được xem là thói quen tốt cho thận cần phải duy trì hàng ngày. Ngoài đảm bảo các nhóm dinh dưỡng thiết yếu, cân đối cho cơ thể như bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất, đồng thời hạn chế các thức ăn gây hại cho thận, thức ăn chứa nhiều natri, kali, canxi, phốt pho, rượu bia, thì cần bổ sung các dưỡng chất bổ thận như rau xanh và trái cây tươi, là nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất chống oxy hóa, giúp thận loại bỏ axit dư thừa ra khỏi cơ thể và bài tiết trong nước tiểu. Một số thực phẩm giữ cho thận khỏe mạnh bạn nên ăn bao gồm súp lơ xanh. Đây là loại rau chứa nhiều chất xơ và nhiều dưỡng chất như vitamin C, B, K, cùng với hợp chất chống viêm Idolex rất tốt cho người bị suy thận. Giấm táo chứa thành phần hóa học tự nhiên giúp làm tan sỏi hoặc những cặn lắng trong thận mà lại không gây hại hay làm kích ứng lớp màng của thận. Lòng trắng trứng. Trong khi lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng phốt pho cao không tốt cho thận, thì lòng trắng trứng cung cấp nhiều protein chất lượng cao và các amino acid thân thiết với thận. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt nhất cho người bị bệnh thận. Bắp cải là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin K, C, vitamin B6 và acid folic dồi dào, nhưng hàm lượng kali, natri và phốt pho thấp nên rất phù hợp và tốt cho thận. Ngoài ra, bắp cải còn được coi là thực phẩm lý tưởng giúp thanh lọc máu và thải độc cho thận. Ớt chuông, hay còn gọi là ớt ngọt, là loại thực phẩm chứa nhiều lycopene, vitamin C, A, B6, acid folic và chất xơ. Tuy nhiên, hàm lượng kali không cao, ớt chuông là thực phẩm tốt cho thận, vừa cung cấp những dưỡng chất tốt, vừa có tác dụng thanh lọc máu, đào thải acid uric dư thừa từ thận. Quả Nam Việt Quất, đây là loại quả có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và các chất chống oxy hóa, gọi là proanthocyanidin, rất tốt cho đường tiết niệu và thận, giúp ngăn ngừa vi khuẩn bám vào niêm mạc, đường tiết niệu và bàng quang, ngăn ngừa được quá trình nhiễm khuẩn. Ngoài ra, quả Nam Việt Quất còn chứa quinine, một chất có thể chuyển đổi acid huppuric, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Củ cải, thực phẩm này chứa nhiều vitamin C cùng hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải, có tác dụng cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể, chống viêm và bảo vệ thận. Giảm lượng muối và đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chế độ ăn quá nhiều muối và đạm sẽ khiến cho thận hoạt động vất vả, không được đào thải ra, có thể làm cho thận tổn thương nhiều hơn. Để bảo vệ thận, nên giảm thực phẩm có nhiều đạm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ. Tùy vào cân nặng và hoạt động của từng người mà bổ sung đạm cho phù hợp. Trung bình một người trưởng thành nên bổ sung từ 1,1 đến 1,3 gram trên 1 kg mỗi ngày. Trong đó, đạm động vật chỉ nên chiếm 50% tổng nhu cầu đạm, mức đạm chiếm 13 đến 20% tổng nhu cầu năng lượng hàng ngày. Ngoài hạn chế lượng protein, người bị bệnh thận nên ăn nhạt. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng muối mà người trưởng thành sử dụng là 5 gram mỗi ngày. Với những người bị bệnh thận thì nên dùng ít hơn lượng này, chỉ nên dùng 2-4 gram một ngày. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế ăn các món chứa nhiều muối như các món kho, dưa muối, các loại mắm. Video đến đây là hết. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!